Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin một YouTuber đưa tin về sư Minh Tuệ bị phạt. Ngày 4 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tin Thừa Thiên Huế phạt 7,5 triệu đồng một YouTuber đưa tin sai về Thích Minh Tuệ. Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với một YouTuber vì cho rằng người này đăng tin sai về tình hình an ninh trật tự nơi nhà sư Thích Minh Tuệ hành khất. Hình ảnh bài trên VOA. Cụ thể, VOA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết, ngày 3 tháng 6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an của tỉnh này đã thành lập biên bản xử phạt ông Nguyễn Văn Tý ở xã Thanh Tuyên, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, chủ tài khoản kênh YouTube 15 giây Bình Dương. Lý do ông Tý bị phạt là ông đăng các video giật tít, câu view, thông tin sai sự thật về tình hình an ninh trật tự tại Thừa Thiên Huế khi ông Thích Minh Tuệ cùng đoàn người đi qua, trang VN Express tường thuật. Khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông 34 tuổi này khai rằng vào ngày 31 tháng 5, ông tháp tùng đoàn khất thực của ông Thích Minh Tuệ vào địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 2 tháng 6, ông đăng các video với nội dung Huế vỡ trận, công an chặn tất cả các phương tiện khi ông Thích Minh Tuệ đi qua. Đến ngày 3 tháng 6, kênh này tiếp tục đăng video, chị gái dân địa phương cho biết vị trí của thầy đang ở đâu, cực căng. Vẫn theo trang VN Express, hình ảnh sư Thích Minh Tuệ, người truyền cảm hứng tích cực về lối sống, đạo đức, buông bỏ vật chất. Trang Thanh Niên dẫn lời nhà chức trách cho rằng những cụm từ mà YouTuber này sử dụng như toan rồi, cực căng và một số nội dung mang hơi hướng mê tín dị đoan như sư Thích Minh Tuệ là hiện thân của Đức Phật là những từ ngữ gây hoang mang trong nhân dân, tạo sự hiếu kỳ, tò mò, dẫn đến tụ tập đông người, cản trở giao thông. VOA nhận xét, việc chính quyền triệu tập và phạt ông Tý diễn ra giữa lúc nhiều người theo dõi các video của các YouTuber, TikToker về hành trình khất thực từ Bắc vào Nam của nhà sư Thích Minh Tuệ và đoàn của ông. VOA cũng dẫn thông báo của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam trong một diễn biến được xem là khá bất ngờ hôm 3 tháng 6 cho hay ông Thích Minh Tuệ, tên khai sinh là Lê Anh Tú, đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực sau khi các cơ quan chức năng gặp gỡ trao đổi với ông, khiến ông nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân. Như VOA đã đưa tin, thông báo trên được đưa ra sau khi hàng loạt TikToker, YouTuber và đoàn người đi theo ông Thích Minh Tuệ loan báo về việc ông biến mất trong đêm 2 tháng 6, khiến họ phải sốt sắng tìm kiếm ông. Hình ảnh những nhà sư đi theo sư Thích Minh Tuệ bị đưa lên xe công an, bị xé lẻ và bị ép không được tiếp tục cho đi theo thầy. Báo Thanh Niên dẫn lời cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế cho biết sau khi sư Thích Minh Tuệ dừng cuộc đi bộ khất thực, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đưa ông đến nơi mà ông mong muốn, song cần phải đảm bảo ổn định xã hội. Tuy nhiên đến nay, công chúng vẫn không rõ nơi mà sư Thích Minh Tuệ được đưa đến là nơi nào. VOA cũng cho biết sau khi truyền thông trong nước loan tin về việc đoàn dừng khất thực, dường như các YouTuber và TikToker cũng không còn đưa tin về hành trình của họ nữa. VOA cho biết thêm, hơn một tháng qua, ông Thích Minh Tuệ đã nổi lên như một hiện tượng truyền cảm hứng, chuyển thông điệp không lời về đức tu khổ hạnh từ bỏ vật chất khiến hàng ngàn người từ khắp nơi tìm đến, gặp và đi bộ theo ông mỗi ngày trong hành trình thực hành hạnh đầu đà. VOA dẫn nhận định của trang Asia News hôm 3 tháng 6 rằng câu chuyện về nhà sư Thích Minh Tuệ cũng là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh của mạng xã hội trong việc truyền bá thông điệp tới công chúng, mang một cái nhìn khác so với những phản ánh chính thức của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin một YouTuber đưa tin về sư Thích Minh Tuệ bị phạt. Dư luận không tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Ngày 3 tháng 6, AFP tiếng Việt bình luận sư Thích Minh Tuệ tự nguyện hay bị ép buộc dừng bộ hành. Theo đó, thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ trong ngày 3 tháng 6 xác nhận ông Lê Anh Tú, tức sư Thích Minh Tuệ, đã tự nguyện dừng cuộc đi bộ để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Dư luận không tin vào chữ tự nguyện từ Ban Tôn giáo Chính phủ được báo chí nhà nước loan tải bởi ở Việt Nam có rất nhiều trường hợp gọi là bị ép buộc tự nguyện. AFP dẫn lời Nico Diệu Hạnh nói rằng làm gì có chuyện tự nguyện. Theo em, công an đã hăm dọa yêu cầu thầy phải dừng bộ hành. Mà dừng bộ hành với thầy Minh Tuệ nghĩa là bắt thầy dừng tu theo cách của thầy. Như vậy là không có tự do tôn giáo, không có tự do tín ngưỡng. Sắp tới còn có chuyện quản lý tăng ni Phật tử bằng phần mềm. Càng chứng tỏ sư thầy không được tự do tu tập.
Hình ảnh bài bình luận trên AFA. AFA cũng dẫn ý kiến của một người dân Sài Gòn cho rằng điều được bàn tán nhiều là chữ tự nguyện với truyền thống cách mạng bí ẩn của nó. Từ chuyện Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về đầu thú cho đến chuyện Trương Duy Nhất tự nguyện đi từ Thái Lan về. Đó là chưa nói, sau thời 1975, dân miền Nam tự nguyện đi kinh tế mới, tự nguyện nộp vàng đi bán chính thức. Cứ lấy lịch sử của chữ tự nguyện, màu xã hội chủ nghĩa, ai cũng có thể cảm nhận sâu sắc về chuyện dừng bộ hành của Sư Minh Tuệ đầy tính tự nguyện. AFA nhận xét, chính quyền Việt Nam lâu nay được cho là sợ đám đông tụ tập, nên dùng mọi cách để giải tán đám đông, cho dù đó chỉ là một chương trình lễ hội âm nhạc không liên quan đến chính trị. Dư luận còn nhớ sự kiện xảy ra hôm 10 tháng 9 năm 2019, đám đông hâm mộ đi đón nam diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook đã bị cảnh sát cơ động hú còi báo động, sử dụng bình chữa cháy xịt thẳng vào đám đông. Cảnh sát còn dùng dùi cui chích điện để trấn áp, giải tán, khiến người dân ngỡ ngàng. Hay luật biểu tình và luật lập hội nhiều lần bị loại khỏi nghị trình quốc hội với lý do tạm hoãn vì cần chuẩn bị kỹ hơn. Cho dù là quyền biểu tình và quyền lập hội là hai trong số các quyền cơ bản của công dân, được ghi trong Điều 25 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013. Hai quyền này cũng được quy định trong Điều 19 và Điều 21 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết tham gia. Hình ảnh Sư Thích Minh Tuệ. AFA tiếp tục dẫn nhận định của luật sư Nguyễn Văn Miến cho rằng, ở Việt Nam, tất cả những hoạt động gây ảnh hưởng đến số đông đều bị theo dõi rồi bị cấm đoán. Không cần ảnh hưởng gì lớn lao trên toàn xã hội, mà chỉ cần ảnh hưởng trên một địa phương nào đó là sẽ bị cấm đoán. Để phục vụ cho việc gọi là bảo vệ an ninh trật tự, chính quyền luôn luôn đề nghị người dân tự nguyện. Mà một khi đề nghị như vậy, thì chỉ là cách nói thôi, chứ mục đích là ép buộc. Theo AFA, ngoài việc đưa tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện ngừng bộ hành, truyền thông nhà nước mới đây cho hay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Bộ Công an phối hợp cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đào tạo thí điểm hoạt động phần mềm quản lý tăng ni Phật tử tại tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên. Dự định sớm triển khai mở rộng cho cả nước nhằm quản lý hồ sơ người thụ giới, hồ sơ chuyển nội tỉnh, ngoại tỉnh, hồ sơ xuất gia. AFA dẫn quan điểm của một Phật tử, nói, có thể thấy rõ Giáo hội Phật giáo nhà nước được chọn làm chuột bạch để thử nghiệm phương thức kiểm soát chặt giới tăng ni như kiểu Trung Quốc, mà vốn tăng ni từ tỉnh A qua tỉnh B sẽ có xác nhận cho phép của các chùa nơi đi nơi đến, sẽ có hệ thống chấm điểm vân lời, bao gồm không giao du với chùa phản động, tăng ni phản động. Nếu vi phạm nhiều lần có thể bị cấm di chuyển ra khỏi chùa, sám hối trong một thời gian, hoặc nặng thì có thể bị trục xuất ra khỏi hệ thống Phật giáo. AFA cho biết thêm, truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội rằng, đề nghị các tăng ni thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam được giao sử dụng hệ thống quản lý tăng ni Phật tử phải hết sức chú ý, tuân thủ các quy định của nhà nước về bảo vệ bí mật cá nhân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Dư luận không tin sư Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng bộ hành. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d